Vâng, xin chào anh em, là em Minh ở tu đây. Mình xin gửi lời cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi của mình. Và hôm nay sẽ rất là vui, rất là trân trọng gửi đến anh em một mẫu xe bán tải pick up rất là đa năng hữu dụng và hợp lý cho anh em. Đó là một phiên bản XLS số tự động một cầu số 2017 mang màu xanh thiên thanh. Một chiếc xe rất là zin và đẹp anh em nhé. Mọi người hãy cùng của mình khám phá về chiếc xe này. Nó mang biển Quảng Ninh và chủ cũ rất là giữ gìn nên chiếc xe rất là cứng cáp anh nhé, gần như zin tuyệt đối, các chi tiết đều rất sắc nét và đẹp. Thì quý vị anh em nào đang tìm cho mình một mẫu xe hợp lý và chất như này và với cửa tiền để trên 500 triệu thì hãy cùng của mình sẽ theo dõi cái video này. Mình sẽ đi từng chi tiết, từng góc cạnh cụ thể để mẫu xe này để quý vị anh em xem tham khảo, thì anh em nào vừa ý đúng chân và yêu cái vẻ đẹp của chiếc xe này cũng như là sự tiện lợi và hợp lý của mẫu quan tải pick up XLS đã đi vào huyền thoại và cũng rất nhiều anh em săn tìm, thì hãy cùng khám phá chiếc xe này của mình nhé. Về tổng thành thì em nó vẫn có gì đó là lem led nguyên bản, thì cũng chưa đâm pha tai nạn hay gặp nước anh nhé. Có thể sẽ anh em trực tiếp đi xem xe cảm nhận và lái thử thì sẽ biết cái độ chất của em nó rất ok, từ gân gờ tổng thành rất là sắc nét của đèn, nó hít đèn halogen rất là cân đối đó. Gân gờ sắc nét phẳng, mặt đằng trước là mặt ca lăng thì đã độ một là chữ for em nhé, cái lăng đã được độ, gân gờ rồi đèn bi gầm tất cả thì đều rất ok. Cú lốp sassy của em nó thì còn rất là ok, từ phần giảm sóc đến các rô tin từ con ốc anh em này, đó sáng xoan, mặt bích sassy rồi là các chi tiết đều của em nó đều rất là phẳng, chưa có điểm của đâm va gì cả. Cú lốp của em nó thì rất ok, lốp thì còn rất là dày nhá, và đánh lốp rất là sâu. Phanh đi ABS rồi là các chi tiết của em nó đó. Rất đẹp, ok đây anh em ạ. Xi nhan tích hợp trên gương rồi anh em, tôn vỏ mỏng tang các đây nó kiểm đến tháng 8 năm 2022 2017 máy tính phong cô xịn luôn anh em này. Đấy, tôn vỏ rất là mỏng bỏng, sơn zin gần như là cả xe luôn anh ạ, xe luôn. Keo chỉ của nó thì chưa mất phần nào đâu. Ta lô tapi rất là tươi nhá anh ạ, ta lô tapi rất là tươi. Từ cái chốt hạnh cửa ốc ngoằn lè này, cột kèo, đinh bấm đều rất còn nguyên, chưa mất một đinh bấm nào cả, rất là zin nữa. Thanh giá lốp đã có, các chi tiết đều rất đẹp, rất là chắc. Đây, còn lên xuống em nó đây. Anh em có thể quan sát các phần gầm của mẹ sassy của nó, chưa có dữ liệu của 2021 đâu nhé. Với như đời này phiên bản XLS thì anh em có thấy là nó rất là bền bỉ và vật liệu rất là tốt. Đây, vô xả trắng xoang này, vô xả trắng xoang xe chạy rất là ít anh em nhé. Với một chiếc xe chạy hơn 8 vạn thì là vẫn rất còn độ chất đây các em. Lốp này chắc lốp thay rồi. Các đối nhíp còn rất là thẳng, không có cô này, sassy còn nguyên này. Lốp bị tư tông, phanh phía sau bánh tăng trống R16 anh ạ. Cửa 25 R16 rất là đẹp. Đã trang bị thanh thể thao lắp thùng lực và các chi tiết rất là cân đối và đẹp. Đây là một mẫu xe khá là hợp lý cho anh em. Cả phía sau đã có các cảm biến này, cảm biến rồi là camera lùi đã có em nhé. Đây, thùng bệ em nó thì đã có lắp thùng lực ti chúng thủy lực này. Đó. Các phần thành bệ
Bây giờ tôi bốt của em nó rất là thẳng phẳng. Chưa bị đâm va anh em nhé. Sóng sàn này, nguyên. Sóng sàn này chưa bị bẹp rúm, cho chở nhiều hàng nữa. Chủ cũng không chở nhiều hàng anh em nhé. Rất đẹp. Hợp lý cho anh em. Anh em phải sẵn đi và hoàn toàn yên tâm mỗi xe này. Anh em nào có thể trả góp thì vẫn ok. Đó. Chiếc xe này thì hoàn toàn tự tin anh em nào chỉ cần tự yêu chiếc xe mà cảm nhận được, có thể đến trực tiếp xem xe hoặc có thể là làm nhà. Tôi sẽ ship xe tận nơi cho anh em chỉ cần cọc một chút là sẵn sàng lên đường để phục vụ anh em. Nếu không như mô tả sẽ hoàn trả cọc cho anh em nhé. Rất là đẹp. Đây chính là con động cơ. Đấy, đây cùng mình chiêm ngưỡng và vá một chiếc xe với con động cơ. Các chi tiết đều rất là nguyên bản. Lắc cặp gô cao chỉ rất là nguyên bản. Cao chỉ chứ không còn nào anh nhé. Với cả nhiệt là máy nó rất là êm hòa và chắc. Nguyên bản máy pin anh ạ. Chưa có nhiều ra máy nó ra còn nguyên này. Cam này xả máy rất ok, lốp máy rất sáng này, nguyên bản chưa có kiểu dầu hay là ra máy cũng chưa hơi thừa nào cả, ok lắm anh em, về sẵn đi và hoàn toàn yên tâm với mẫu xe này, chất lắm, được chưa được, về đây. Đây thì ghế vẫn cứ là ghế cư anh em, ghế mọc da rất là sạch sẽ và đẹp, chân mình nguyên bản đã mọc cái lông anh này, nói chung là sạch sẽ đẹp đẽ nguyên bản. Đây chính là phần nội thất của em nó, đây đã có trang bị gương kính chỉnh điện rồi đó, và trang bị thêm cái màn hình nữa rồi, rất là nét và đẹp anh em. Sạch sẽ là sáng, dán đờ can rất là đẹp luôn. Xe này đã có chế độ ga tự động, có đồ control, đo kết nối đều lại full, camera hành trình đầy đủ, khá nhiều tính khá là ok, điều hòa rất là mát anh nhé, điều hòa cơ. Đây, đây là cửa số rất là đẹp, cái đồ đang là có 8,5, đồ xịn luôn anh ạ. Mang xe nghỉ thêm mấy cái đồ chơi này, chú ngựa đó, anh em nào mua xe nó sẽ tặng thêm cái đồ chơi này luôn, có cả cái kẹp điện thoại cho chúng ta đặt điện thoại đây, nói chung là rất là ok đấy anh ạ. Mình sẽ chạy thử chiếc này xem sao nhá, vào số này và chạy thử. Một chiếc xe nó quá là xịn sò và hợp lý cho anh em, với cả tiền chỉ 500 triệu là có thể sấy một xe này đi là hoàn toàn yên tâm. Máy khỏe chắc lắm ạ, êm, con số ngon, nhưng mà đi rất là ổn định và chắc, rất là ổn định. Nói chung là mẫu xe này rất hợp lý cho anh em. Thì vậy thì anh em nào yêu nó thì có thể là hãy nhấc máy ngay cho em mình qua số online như Zalo 0935199868 để được biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn quý anh em đã thời gian đã tin tưởng ủng hộ của mình. Anh em nào có nhu cầu về xe thì có thể liên hệ của mình nhé. Anh em mới xem video lần đầu có thể like subscribe ủng hộ của mình và ấn vào nút chuông báo để không bỏ lỡ các video của mình cập nhật của mẫu xe thường xuyên và liên tục lên kênh. Trước đây cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.